Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Rapper Dương Quá Hydra cách tin lại, rap Việt, Hydra từng là thí sinh đội Caric tại rap Việt mùa 1. Phần biểu diễn người cha câm của Hydra khiến MC Trấn Thành bật khóc. Khác với hình ảnh đầy tình cảm trong người cha câm, Dương Quá Căng, đại hội võ lâm của Hydra, khiến dàn mentor và khán giả bật cười vì khiếu hài hước, lối chơi chữ, cách giao vận đôi thông minh, cách đi flow căng và gắt cùng màn cosplay dương quá một tay ấn tượng. Sự bất ngờ mỗi khi bước ra sân khấu chính là điểm hấp dẫn đến từ Hydra. Dù không phải là gương mặt hoạt động underground đình đám, học trò Karik lại cho thấy sự lợi hại của mình với khả năng biến hóa câu chữ, cách đi flow khó đoán, lúc chậm, lúc nhanh, để tạo nên đường nét quyến rũ cho giai điệu. Sự vui vẻ với hình tượng dương quá, cũng là một bất ngờ từ năm rapper này. Lần trở lại này, Hydra đã lột xác với mái tóc cắt ngắn khác lạ, khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng không nhận ra. việc Nam rapper này góp mặt tại vòng các tinh rap Việt mùa 3, với một giọng nhạc và nguồn năng lượng khác hoàn toàn, cho thấy rõ việc Anh đã có những thay đổi sau 3 năm, kể từ ngày nổi tiếng với hình ảnh dương quá. Đây chắc chắn sẽ là một ẩn số thú vị của chương trình khi khán giả vừa có phần nào hiểu biết nhất định về cá tính âm nhạc, nhưng lại tò mò nhiều hơn về những biến chuyển của Hydra sau một thời gian dài tu luyện. Rap Việt là một game show về dòng nhạc rap, được mua bản quyền từ chương trình The Rapper của World Boy TV do V Channel đầu tư và sản xuất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.